Ngày 14 tháng 5, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị Quân ủy Trung ương và gặp mặt các đồng chí Quân ủy Trung ương công tác trong quân đội dự hội nghị Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thượng tướng võ minh lương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng dự hội nghị có đại biểu thủ trưởng bộ quốc phòng thủ trưởng tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam thủ trưởng bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam và lãnh đạo các tổng cục cơ quan chức năng của quân ủy trung ương bộ quốc phòng tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, tổ trưởng tổ biên tập xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, báo cáo kết quả chuẩn bị và những nội dung xin ý kiến Quân ủy Trung ương về hồ sơ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để phục vụ ban chỉ đạo Trung ương trình Bộ Chính trị Hội nghị ngay Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thông báo dự báo tình hình trong và ngoài nước liên quan tác động đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thông tin về nội dung chương trình hội nghị Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đồng chí quân ủy trung ương thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là những nội dung có liên quan tác động đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc phối hợp với các ban bộ ngành địa phương trong thực hiện các mục tiêu về xây dựng củng cố quốc phòng an ninh. Nhấn mạnh hội nghị trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13 sẽ xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đồng chí quân ủy trung ương trên cương vị chức trách nhiệm vụ của ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, tích cực nghiên cứu, phát huy tư duy chiến lược, tích cực tham gia vào các vấn đề hệ trọng mà Trung ương đã xác định trong chương trình hội nghị, đóng góp vào sự thành công của hội nghị Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13.